Mùa đông nước Mỹ, đặc biệt bang California, ít có tuyết rơi. Nếu có thì ở vùng xa lánh, ở trên núi, Big Bear chẳng hạn, Lake Tahoe mới có tuyết. Còn ở dưới đồng bằng, ở dưới trung tâm city thì không có tuyết rơi. Năm nay các bang miền Bắc có nơi rơi vào độ âm tới 45 độ C, khủng khiếp. Bang New York có nhiều city tuyết rơi cao hơn chiếc xe. Nhìn trong clip là biết nó lạnh cỡ nào rồi. Giá nhà ở California đắt đỏ, tiểu bang người đông là cũng do thời tiết khắc nghiệt, người ta không muốn ở các tiểu bang xa là vậy. California những đêm mà lạnh nhất ở mùa đông thường rơi vào 3 đến 4 độ C vào ban đêm. Nhiệt độ này được gọi là lý tưởng cho nước Mỹ. Quá trơn trượt, xe nó slide, nó trượt. Nhiều lúc xe không ai đi hết, xe chỉ parking thôi, đậu ở trong lề đường thôi, nhưng độ dốc của nó tự trượt, nó tự trượt xuống thôi. Thấy anh tài xế, nhìn anh kìa, anh đứng không vững hết. Còn đây là những chiếc xe nó tự tuột xuống dốc đó. Khi người ta parking rồi đường trơn trượt, nó tự tuột thôi. Còn đây là Canada, có những chuyến xe phát clip này mình lấy ở những năm trước, nhưng chắc chắn năm nay cũng vậy, hoặc là còn tiếc còn nhiều hơn các năm trước nữa.